Chào các bác nha, shop Bán Hàng Online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác yêu thích đam mê săn bẫy. Trong cái nội dung video giới thiệu sản phẩm hôm nay thì gửi tới các bác những cái con vạc giả các bác nhá. Ngoài bán vạc giả thì bên shop còn bán rất là nhiều những con chim giả để các bác dùng làm mồi bẫy. Ví dụ như là cò giả, rồi mìm mìm giả, cuốc giả và trăng nghịch giả. Bác nào mà xem được cái video mà muốn mua những cái con chim mồi giả hoặc là vạc giả thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để bên shop được tư vấn, được chốt đơn gửi hàng cho các bác. Hàng thì bên shop là ship hàng CD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán các bác nhé. Và một cái video ngắn giới thiệu về con vạc giả, em xin giới thiệu gửi tới các bác chi tiết về những con vạc giả này. Thì khi mà các bác đánh lưới hoặc là các bác đánh keo ấy, thì các bác sử dụng những con vạc giả này thì cái thứ nhất là nó vừa đẹp bàn, cái thứ hai là độ hiệu quả nó rất là cao. Khi mà các bác không có mồi vạc giả, không có mồi thật ấy, thì các bác nên sử dụng những con vạc giả như thế này. Cái thứ nhất là rất là tiện, cái thứ hai là không phải chăm sóc các bác nhá. Thì đây là những cái con vạc giả mà bên shop đang bán ra ngoài thị trường này các bác này. Thì cái điều đầu tiên mà muốn giới thiệu với các bác là làm tỷ lệ 1:1 các bác nhá. Tỷ lệ 1:1 nó rất là to, to hơn các shop khác, và giá thành của nó thì nó cũng chỉ nhìn hơn các shop khác một chút. Và cái điều thứ hai là bên shop là làm quét bằng sơn các bác nhá. Sơn này thì khi mà các bác phơi nắng phơi mưa ở ngoài đồng ấy, nó không bị phai màu các bác nhá. Các bác dùng rất là lâu, rất là lâu. Đối với những cái con vạc làm bằng shop nguyên khối như thế này thì bên shop cắt thủ công, cắt thủ công như các bác quan sát đây. Rất là giống nhau các bác nhá. Quan sát rất là giống nhau, rất là đều. Để mà cắt được đều như thế này thì rất là mất tốn nhiều thời gian các bác nhé. Rất là tốn nhiều thời gian. Đấy. Rất là đẹp. Thì khi mà để tạo được một cái con vạc giả như thế này thì bên shop quét một cái lớp sơn nót. Đấy. Sơn nót chống phai màu. Xong rồi mới sử dụng những cái sơn màu lâu, màu đen để tạo thành nông, thành mỏ cho những con vạc này các bác nhé. Đấy, các bác quan sát thì tỷ lệ 1:1 rất là đẹp. Đấy. Khi mà các bác đánh lưới hoặc các bác đánh bãi keo ấy, thì các bác sử dụng 5 đến 10 con thì độ hiệu quả rất là cao các bác nhá. Giá thành của nó rất là rẻ. Thì bên shop ship từ 5 con trở lên. Đối với cái hàng này thì nó rất là dễ vỡ, nên là khi mà các bác mua thì bên shop đóng vào thùng shop rất là cẩn thận để đảm bảo là khi mà các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ còn nguyên vẹn như trong video em giới thiệu này các bác này. Đấy. Như trong video em giới thiệu. Thì ngoài bán vạc giả ra thì bên shop còn bán que đánh vạc, rồi cả keo dính vạc các bác nhá. Đấy, đầy đủ các loại lưới nữa. Thì một cái shop bán hàng online lâu đời rồi ấy, thì em bán đầy đủ các loại phụ kiện để phục vụ các bác. Thì một cái video ngắn giới thiệu đến con vạc giả. Bác nào mà xem video mà cần tham khảo cái mẫu sản phẩm gì thì hãy kết bạn với cái số Zalo em để dưới góc màn hình ấy. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Nếu mà thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video để đón nhận những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.